Nốt đã gì? Tao còn làm nốt đấy chứ. Làm đi, anh không muốn ăn gì đâu. Anh làm xong thì người khác ăn mất rồi. Ở đâu? Rồi, nhanh lên một đồ thịt mất. Thịt mỡ bắt suối, gì suối á? Nó ở dưới dạnh này, ở dạnh suối rồi. Đi. Từ từ chào khán giả đã. Thôi, chào thì nó còn sương ấy. Đi. Kìa, nó đang tắm kìa anh ơi. Thấy đâu rồi chưa? Mấy đá ném. Đấy. Từ từ để tao xử qua. Anh nhấn đá nó đi. Đi. Không, tao sẽ phi nó. Phi được. Ném nó. Ném nó. Nó vào. Vô. Từ từ. Nó vào. Để đá đã. Cẩn thận vớt nhé. Chết rồi. Nó vào vô nó. Ôi giời ơi. Ui. Ủa mày. Ôi trên cánh nó rồi. Ui. Anh nhấn nó lên. Ui. Nào tránh nha, để tao lên. Con này nặng lắm. Con này nặng. Đi. Anh đào đó làm gì ấy? Nướng cho tạo thành những cái lò đấy. Không, mình nướng theo phong cách thổ dân. Hôm nay anh em mình sẽ nướng vịt theo phong cách thổ dân. Như nào? Kiểu như là tí nữa thì biết. Không biết là biết. Có ổn không? Nhưng mà khả năng là riêng cái món gì mà anh làm dưới đất thì tàn hỏng tốt. Biết là thành công dưới đất. Ở nhà làm món trâu ngon này, món cái gì ngon đấy nhỉ? Món nhiều món ngon. Cái xẻng này chọc ác nhỉ. Ui, đây con muối to kìa. Anh em mình làm món muối đấy đi. Ai ăn muối chưa nhỉ? Muối sao chả ớt đi. Ai ăn muối chưa nhỉ? Là làm món muối. Nếu mà có ăn được không nhỉ? Không biết. Em thấy nó giống con nhộng mà. Có là ăn được, béo ấy này. Mỏ nó cứng như con đung dưa. Mấy nào được lên em vừa không? Thiêu, nó đứng tiểu đi. Hả? Thiêu là sao? Thiêu ấy là cốt này. Thiêu cốt gì, cần gì mày nằm xuống đây luôn, không phải thiêu. Để. Đỡ phải thiêu luôn. Mà anh đào sâu mày làm gì? Tao trồn mày ở đây. Đóm nhờ. À, anh làm gì bơi đi bơi. Rồi, lấy củi đi, lấy củi đi. Hả? Lấy củi đi. Em đi bẻ củi nhá. Đây, củi như này, không phải bé. Ồ, chặt củi trộn nhà ai đấy. Này phải đốt cái củi to này mới đủ than được. Ai? Đốt củi trước. Chặt trộn củi nhà ai đấy. Nhà có thiếu gì mà phải trộn. Thế mà cần đi ăn trộn. Giờ ai đi ăn trộn nữa, thời đại mới. Đi ăn trộn. Một chấm mông. Đó. Thế thì thoải mái. Mát nhỉ. Để nó ăn với úi dùng. Giật cả mình. Dốt tay cầm cái cây chọc vào trong đốt. Thấy chưa? Cháy lên cái là được. Cho một cục theo bên này. Không cần, một cục thôi. Cái lâu. Cái này lâu biến, to này. Hết. Để đây. Bây giờ đi chặt, mày đi chặt lá chuối cho anh. Lá chuối. Ok. Chín rồi anh. Đỏ. Chín lửa ấy. Giờ mình nướng. Giờ này mấy giờ mà chín? Ôi. Nói thì cũng phải từ từ. Ước gì thấy con ngan này. Từ sáng sớm nhỉ. Con em mình nấu bây giờ sẵn chín sẵn ăn nhỉ.
Anh lại phá lò đấy. Đào mãi ơi, cái này nhìn như kiểu cái bồn đấy nhỉ. Bồn tắm oxy nữa nhỉ. Được rồi. Sâu xuống mới chín được. Cháy. Cháy cũng được. Anh đóng tọt đánh nhau nhá. Chẳng ơi. Anh vớt gia vị chưa? Gia vị có tí thôi. Nóng quá. Hôm nay chẳng mang võng gì thì sao? Em ơi không mang đi. Ờ tí nữa còn phải đi giải ngô nữa nhỉ. Quên mà lấy. Tí nữa giải ngô xong thì về. Mọi biết để ngủ à? Không khỏi rồi. Khỏi không quan trọng. Anh em mình làm lều như này đi. Làm lều tất cả bằng dây ấy. Anh em bị rủ. Làm cái lều mà dùng băng dính đan ấy. Đan cây nọ sang cây kia thành võng này, xong. Đan chưa bị sửa hơi. Ôi, làm được mà. Mà lâu rồi, mất một ngày. Hay cực. Hay lắm. Ừ. Nhá. Ừ, mày đan đi. Đan võng mà. Rồi. Lên thùng. Cái đùi giữa kín. Anh chọc kín đùi nó. Ui, ôi khói không anh? Ôi khói đấy. Đáng ngờ nó quẩy mất nhỉ. Đấy, nè. À, gì nhỉ? Giờ úp kia lên thôi. Úp lá chuối. Lá chuối này. Lá chuối em đi cạn xuống dưới kia mới lấy được đấy. Dụng là người ta tiếp chứa đó. Cháy không nhỉ? Cháy là cái chắc. Cháy thế nào? Mấy cục ca nhanh khuêu bỏ ra đi. Cần lấy nước đâu nhỉ? Cái chai nước của tao đâu nhỉ? Được. Anh tiểu vào. Anh tiểu vào xương chim ấy. Cháy. Cái xuống tận dụng ở dưới làng này thế này. Chặt thêm mấy cái nữa đi. Đúng rồi. Đúng. Yếu. Dùng là kẹo. Ờ, chặt là kẹo đi. Chặt là kẹo nhé. Thú này hơi to vậy. Lấy lá kẹo đi. Cái tù đang chưa vít được. Là kiểu như là lò... Nó giang vị, nó giang cây keo này đây. Ờ, lò bắt quái. Rồi lấy lá keo nữa. Nhiều lên phủ lên trên. Chụp cho lùm này á. Bịt kín vào, không có. Đấy, bể thêm đi. Ừ. Được rồi. Đây, không, cho nó phải. Khói lên một tí không nó lại tắt mất. Bây giờ là chỉ việc đi chơi thôi. Để ra tiếng quay lại. Ờ thế bây giờ anh em mình đi giải luôn, đi đốt bỏ cái ngô luôn. Ừ. Chín. Hả? À, lật. À, sao đây đấy là tiết mục bóc vịt của Ma Đệ Đệ nha. Lật. Thơm phết rồi đấy. Đói bên dưới này nấu màu nâu rồi. Yeah. Ui. Thơm rồi, thơm chưa? 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 Thơm chưa?
nữa chứ. Rồi. Lật. Lật là một lần nữa là chín ơi. Ghê chưa? Thơm chưa? Khói quá. Anh lật ngửa đi. Lật ngửa. Ai, cái kiểu này nhanh nhỉ. Mà ngửi thơm đấy. Thì em ăn hai cái đùi. À con này em nhìn thấy nhá, thì em ăn đùi nhá. Ăn đập. Anh ăn đập ấy. Bảo là ăn đập nhanh nhất đấy. Mà đi, tóc gì. Lấy tiền đi, khỏi. Lấy thêm lá đi. Đây, có lá đây. Ốp góc đấy thôi. Ui cháy. Ôi, cháy rồi. Lấy lá tươi. Chặt lá tươi đi. Để em đi chặt lá tươi nhé. Đang là cũng nhanh chín thôi. Nhiều lá keo thôi. Ok. Cái này thơm nhé. Mà đủ rồi con. Đủ rồi. Phải để nó không hở, nó mới không bốc lửa lên. Bốc lửa lên một phát nãy tí nữa. Mấy phát. Không chung. Rồi, ok. Không cháy được. Ý rồi, em ngửi thấy mùi khét rồi. Bảo anh ra từ nãy giờ ra. Úi dồi, cháy là cái chát. Mất con ngan rồi. Ôi, nước cứu hỏa. Lấy đâu nước? Nước cháy đâu? Anh chị chết rồi. Ôi, bẩn, tao lấy làm ra được. Ây. Cắt rồi. Ui. Cắt luôn nhá. Ui, nước à. Anh giữ nước nó. Ui. Ấy chứ, em bảo nó cháy khẩn thế mà. Mày thế, chưa cháy hẳn. Nhắm mồm, anh bảo nó phút nữa cơ. Muối. Ui. Máy là còn vần ngực đấy. Ui. Chở cho em cái đuôi. Đây. Ui cái này này. Này ui cái vụn hết cả xương. Vụn cả xương. Chín không nhỉ? Chín. Chín chắc chắn chín là tới, chín. Chín cháy luôn đấy. Chín tới ngon đấy. Sao ở ngoài nó cháy nhỉ? Thì lửa nó to quá. Không đủ lá chuối. Phải úp đủ lá chuối thì ngon. Ây da. Ây. Ôi, em tưởng là ngon. Tao ăn miếng này. Cháy điểm này. Ôi, cạo được. Thơm nhớ lắm. Mời tất cả mọi người đó. Ừ, thơm lắm. Cạo hết cái đi ăn đi. Cạo hết lúc ra đi ăn ngoài. Anh ra đi ăn. Cạo ngon hết. Mời mọi người miếng vịt cháy nhé. Vịt chui hầm cháy. Hơi... than hơi bị nhiều và không đủ lá chuối. Ngon nhỉ? Chứ không á, ngon lắm á. Ngon lắm mọi người ạ. Tưởng là cái ôi khói là khét, mà ra vẫn ngon. Ngon. Đầy nước cái bụng nó này. Nước này đổ vào muối. Bọc thế. Đừng đổ. Đổ vào muối cho nó. Được à? Hả? Đổ nước, để nước làm gì? Chúng mày húp à? Chúng mày húp. Đây đấy, ui, bọc thế. Ăn kiểu này thích hơn là ngon ấy. Kiểu như đi câu cá, nướng cá tại ao ngon lắm. Ngon mọi người ạ.
còn về nhà lại không ngon. Mưa chín tới à? Nước nó đỏ. Không tới, ở bên trong là cũng khô rồi. Đấy là đuối. Ngược xem nào. À chín hết rồi. Ấy đây, bít tết đây này, đỏ này. Ừ, cho em miếng. Đây, cho mình miếng bít tết đỏ này. Đây, miếng này miếng ngọt này. Này. Ăn thử luôn là mình nóng. Đỏ đỏ. Đấy. Mọi người nha. Bít tết. Ừ, ngọt lắm. Vẫn đang đỏ chẳng ngon. Có mình ạ. À. Em còn đang cầm đói nữa. Hay em mình đi. Mày có lúc nào mày không đói? Đi cào à. Đi nước cây ngô. Ui, cái này đỏ ác rồi. Thế gặp mày. Gặp mày. Vịt lạc. Vịt nhà mình nó sổng ra mà. Ừ. Thế. Anh có vịt nhỏ cơ mà. Nhỏ mấy tháng trước rồi, bây giờ to này. Phong hồn. Quay. Quay rồi. Tim gan anh nướng ăn hết rồi đó. Bỏ chó. Gan cho cá rồi, nãy mổ rồi. Mình cho cá rồi. Giờ ai ăn nội tạng chó hết. Chỉ cảm chó không biết nói tiếng người thôi. Bố ơi kiếm ngõ của Vương ơi Vương ạ. Đây này, em chửi miếng này em cách mình ăn. Ngọt ạ, không phải chấm. Ngọt đâu. Cái nước, cái nước này. Ai bỏ. Thôi mồm mà hút chụt phát. Ngọt kinh luôn mọi người ạ. Rồi chấm cái nước ở trong nơi mới là ngon nè. Đấy. Chuẩn luôn. Hơi áo khói. Wow. Nó tại vì nó không kín này. Hơi áo khói một tí. Nhưng mà vẫn ngon. Nhìn này này, nó thứa nước ăn này. Không có gì là khó khăn cả. Đấy, trước với em cũng là nữa. Đây nhá. Anh tạo rãnh thế thì nó chảy hết nước. Hỏng. Mùi thơm mà ngọt. Ăn này rất tốt cho đường tiêu hóa mọi người. Về về như ẻ cá rồi. Không bao giờ nhé. Chảy hết nước cơ. Nước để làm gì? Thì nó để nguội để mũ. Đây cho mày. Giòn ngon thì chả ăn. Giòn. Giòn cần cháy. Mày không biết thưởng thức cháy à? Cháy có gì là ngon? Cháy cơm mới. Cháy là... cơm mới ngon, cái cháy này ngon à? Đây. Nhẹ. Đây từ từ mà ăn. Nhẹ. Anh cần hồi nổi nhé. Dưới này cháy hết. Đoạn này hơi cháy. Ui, chân nó thành than hết nhỉ. Chân nó vụn hết rồi. Nó chết tao bảo để 5 phút nó chín hẳn không nghe. Nó cháy hẳn. Chín hẳn. Mà đẹp cả. Bán đoán bừa. Bảo thế. Không trên một cơ sở gì cả. Chấm vào nước ở trong đây này. Chấm vào đây. Chấm vào nước trong thì không cần chấm gì nữa. Ừ. Mềm lắm vãng nước rồi.
Không, cái khổ hơn mình ạ. Đòi ăn cái gì mà? Đi nha. Hơi sông tí nhưng mà trẻ tắt. Ngon cả nha. Ui. Giá này dai nhỉ. Chỗ này nó sống với trẻ dai. Kiểu sống. Sao ở đây được cháy? Nó mặt bên này kín mà. Thế nào? Ngon đây. Đây chỗ này ngon nhất này. Mày ăn chỗ này không? Mấy. Đây là chỗ giáp phao câu. Phao câu tí nữa xử sau. Bên kia. Phao trái tay. Thơm lắm mọi người ạ. Này hơi cháy một tí. Bỏ cái phần cháy đi nào. Cháy máy cháy được hết. Thì ngọt được quá. Tuyệt vời. Wow. Nhà hàng làm gì có vịt này. Làm vịt đều. Làm vịt đều. Vịt quê này mà ngon. Vịt của mình thành thằng cả ăn ngô mà ăn nữa. Vịt ở nước ở thành phố thành ăn cám này. Thành phố là vịt ăn cám chở từ quê lên. Ngon này. Cháy này. Cạo cháy. Em chẳng nói bên trong này. Wow. Wow. Ăn rõ nhiều cứ kêu ít. Anh đánh giám bởi em à? Buồn đi vệ sinh quá. Anh kỳ, mang giấy không? Kỳ, hôm nay lại đàng hoàng lên giấy để cho khô mà bóc. Em đi dùng lá keo. Nhớ phần em ấy. Đi. Đấy, tao tít đằng xa kìa, không mày bị rình đấy. Đấy, đi xa vào. Ui, sổ ong à? Đi xa vào. Thằng tít bên... Rồi bên ruộng cỏ bên kia kìa. Kinh vịt tác dụng nhanh ghê nhỉ. Ngon, không phải là do vịt đâu. Sao cái này là gặm cho nó sướng. Tha vào, đi ra vào. Đi tít đằng ruộng của voi ấy. Đấy, đằng đấy nó mới kín. Ừ, nữa đi. Rồi, đi nữa đi. Đấy, cứ đi đi nhá. Hơi sống tí nhưng mà ngon là hết. Ây à. Sống à. Ôi thằng kia hôm nay nó đi lâu thế nhỉ? Không biết dưới đâu anh nhỉ? Ngay là cho ăn xương. Cho nó ở ngoài đồng luôn. Khả năng phải té trước. Chưa rồi.
Thôi, clip này mình xin phép kết thúc đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. À chết, quên chưa comment được. Hôm bây giờ về đây, cái bố thằng kia cho nó ở lại đây trường. Cho nó tí xương nó. Về trước cho tí nó chạy tay khoái thì nó sướng. Cảm ơn người nhá. Thịt nào cả. Mày là cái tắm mút mát tí. Mút mát nốt một tí xuống. Đói quá chuồng, tự nhiên đi ở đâu đói thế. Ăn hết của mình.